Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca. Khi ấy, tại Jerusalem, có mấy người Pha-ri-sêu đến thưa Đức Giêsu rằng: "Xin ông đi ra khỏi đây, vì vua Herode đang muốn giết ông." Người bảo họ: "Các ông hãy đi nói với con cáo ấy thế này: hôm nay và ngày mai tôi trừ quỷ và chữa lành bệnh tật, ngày thứ ba tôi hoàn tất. Tuy nhiên, hôm nay, ngày mai và ngày mốt tôi phải tiếp tục đi, vì một ngôn sứ mà chết ngoài thành Jerusalem thì không được." "Jerusalem, Jerusalem, ngươi giết các ngôn sứ và ném đá những kẻ được sai đến cùng ngươi. Đã bao lần ta muốn tập hợp con cái ngươi lại, như mẹ gà tập hợp gà con dưới cánh, mà các ngươi không chịu. Thì này, nhà các ngươi sẽ bị bỏ mặc cho các ngươi, mà ta nói cho các ngươi hay, các ngươi sẽ không còn thấy ta nữa, cho đến thời các ngươi nói: chúc tụng đấng ngự đến nhân danh Chúa." Thông thường, cái chết luôn là một mối đe dọa đối với con người. Trước lời đe dọa là cái chết, con người thường tỏ ra lo sợ, căng thẳng. Tuy nhiên, qua bài tin mừng hôm nay, chúng ta thấy thái độ bình thản của Đức Giêsu trước mối đe dọa là cái chết gần kề. Đức Giêsu cũng là con người như chúng ta, nên chắc chắn người không tránh khỏi lo âu, xao xuyến và hãi hùng trước cái chết. Tại vườn Gethsemane, đêm trước khi bị bắt đi chịu khổ hình thập giá, người đã cho thấy điều đó trong cơn hấp hối. Tuy nhiên, tin mừng hôm nay cho thấy người tỏ ra bình thản trước việc có mấy người Pha-ri-sêu đến khuyến cáo việc vua Herode đang muốn giết người để người trốn đi. Điều này có vẻ khôn ngoan theo tính toán của người đời, bởi vì Herode là một tên gian hùng, dám khử trừ bất cứ ai mà ông không thích. Tuy nhiên, Đức Giêsu không theo sự khôn ngoan của thế gian. Người biết việc lên Jerusalem để chịu nạn, chịu chết là kế hoạch của Chúa Cha mà người cần phải vâng phục. Sự bình thản trước mối đe dọa đến độ dửng dưng này cho thấy người hoàn toàn trung thành tuyệt đối với ý định của Thiên Chúa. Tuy nhiên, hôm nay, ngày mai và ngày mốt, tôi phải tiếp tục đi. Người quyết phải lên Jerusalem để hoàn tất hiến lễ. Xưa kia là các tiên tri và bây giờ là chính Đức Giêsu đã cố gắng tập hợp từng thế hệ con người lại như gà mẹ tập hợp gà con, hầu che chở cho khỏi tai họa là cuộc phán xét của Thiên Chúa. Nhưng các tiên tri và sắp tới là chính người đã bị các thế lực sự giữ bách hại và giết chết. Lạy Chúa Giêsu, vì yêu chúng con, Ngài đã tự do chấp nhận tất cả, thậm chí là cái chết. Xin cho con biết rằng Chúa luôn yêu thương con. Xin đừng bao giờ để con trở thành kẻ bạc nghĩa vong ân, phản nghịch chống lại Chúa. Nhưng xin cho con luôn là người con chí hiếu, luôn biết vâng phục thánh ý Chúa trong suốt cuộc đời con. Amen.